Rồi, chúc mừng khai trương trại chó Lucky chi nhánh ở Tây Ninh do anh Minh Sang làm chủ. Hôm nay là ngày 29 tháng 4 năm 2022. Đang bày để cũng khai trương. Thì trại chó Lucky thành phố Hồ Chí Minh có xuống chúc mừng. Đây là các bé các cái con giống do trại Lucky cung cấp. Đầu tiên là Lady. Lady thì vừa mới phối vào ngày 27 và 29 tháng 4. Là cái này là cặp này phối với lại Gayato. Kế tiếp là Alice. Alice thì nói về bé Lady luôn. Lady là con của được nhập Apple nha. Con được nhập. Còn Alice. Alice là bé cái sinh sản hai lứa. Là bé này là con của Sáp Zero. Rồi. Ngoài ra thì bên trại có đưa xuống một bé đực ha. Bé đực này lỗi đôi cho nên không có làm giấy, tên là Rup. Cái này để đánh giống thôi ha. Đánh giống chứ không có cho phối nha. Rồi. Tiếp theo là Suri. Suri là cái tơ một lứa. Cái sinh sản một lứa. Con của Razat. Được nhập Razat. Rồi. Tiếp theo là Suka. Suka là cái tơ sinh năm 2020. Sinh năm 2021. Đang bầu 53 ngày rồi nha, 53 ngày. Thì Suka là con của được nhập con của Dark Alonso. Dark Alonso. Đây. Rồi. Bé cái thứ tư thứ năm là Mia. Mia cũng là con của được nhập luôn. Hiện tại thì Mia mới sinh. Mới sinh được 20 mấy ngày này. Đây. Rồi. Đây là quang cảnh của trại chó Lucky chi nhánh ở Tây Ninh do anh Minh Sang làm chủ. Đây là khuôn viên này. Phía trước. Khu này để cho chó chơi. Khuôn viên trại mới vừa làm xong ngày ngày hôm qua luôn. Mới vừa làm xong ngày hôm qua. Bữa nay là cũng khai trương ha, mình cũng xuống tham dự luôn này. Ở đây thì được cái mát mẻ Tây Ninh, nhưng mà khu vực này rất là mát mẻ nha. Rồi, đây là cái khu sân chơi. Khu sân chơi của các bé cún này. Rồi, ok, chúc mừng trại chó Lucky chi nhánh Tây Ninh. Đây bà chủ nha, bà chủ gì Thu, cái gì Thu ta? Ngọc Thu. Ngọc Thu. Đó bà chủ Ngọc Thu nha. Ông chủ thì đang đi mua đồ. Rồi đây là con tên gì quân chú quân? Chi nè. Rồi con tên gì? Trọng hả? Đó là hai ông bà chủ. Con lớn lên con làm gì Trọng? Đó thấy chưa, đó mẹ nuôi chó, ba nuôi chó, con đi muốn đi học bác sĩ thú y luôn. Quá dữ. Quá dữ. Anh quẹt đi. Cháu khỏi vô